Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Cali trời mưa, mưa gió bão bùng mới đi làm ra. Bây giờ tối nay là anniversary thì dẫn gia đình đi ăn. Con gái thì muốn thích ăn cái nhà hàng này. Bây giờ là cái thì con rất là thích những món ăn ở đây. Mời mọi người vô trong ăn tối với gia đình đi nha. Thì làm về ghé luôn. Còn ở nhà đã đi tới trước rồi. Hôm nay thì trời ở ngoài mưa. Nhà hàng này là Box Kitchen, ở trong cái khu Sài Gòn Performing Arts, góc đường Adventure and Purpose. Cho nên là không có đông lắm, chứ bình thường là đông lắm đó. Hôm nay đi ăn về cái vụ gì đây ta? Dạ, vụ gì cũng biết nữa. Happy anniversary. Dạ, ăn món năm hả? Món năm ngày cưới nha. Dạ, mình là dẫn ở ngoại đi ăn cái nhà hàng ở ốc lẩu. Ốc và lẩu à. Mà Cali thì nói là Cali không có thích. Cali muốn ăn nhà hàng này thôi, ba mẹ chọn nhà hàng này cho Cali ha. Nó chiều cho con gái nha, thời gian chiều thấy con gái nha. Hôm nay thiếu một thành viên ha. Thiếu chị hai. Thiếu chị này. Chị hai đi học xa rồi. Ở trong kia là cái nhà bếp. Ở trong cũng có chỗ ngồi nữa. Mà mình thích ngồi ở ngoài này. Không mưa là nó có làm ở ngoài luôn á nha. Bây giờ đồ ăn đã ra rồi nè. Cái này là món này là món miếng. Miếng súp gì đó, có miếng nè, có sườn bò. Còn bên đây là Thali là cái món spicy á con. Spicy mì quán thần. Hấp dẫn quá trời luôn nè.
Giang kỷ niệm 21 năm ngày cưới ba mẹ. Thấy sườn bò ngon quá ha. Wow, rất hấp dẫn luôn. Còn có cái trứng nữa nè. Có cái trứng mà nó thả vô luôn á. Cái trứng là cái trứng sống vậy đó. Trứng sôi nó thả vô. Ông ngoại ăn mì ngon không ngoại? Mì mềm ngon lắm. Rồi, có Ly ăn mì với Hoàng Thánh ngon không? Thịt bò ở đây rất là mềm nha. Thịt bò ở đây rất là mềm. Bây giờ mình ăn uống xong rồi kêu một ly ly chì nè, là trái vải đó. Rồi mình được free refill. Xong rồi nó còn cho thêm một ly to go nữa đem về. Đây là cái nhà hàng ở Box Kitchen, ở trên đường Focus and Adventure. Ông ngoại ăn no chưa? Rồi, ngon không? Kali ăn no xong rồi mặt nó bơ luôn rồi. Ngon quá con ha. Uống thêm ly nước cho trái vải. Rồi thôi giờ mình đi ra nha, còn đồ dư to go nữa nè, đem về. Order nhiều quá, ngon quá. Mình đi về. Ơi mình đi về nha. Ơi xin mời ông ngoại, la lên. Trời mưa coi như là được free car wash. Mưa quá trời luôn. Giờ cái xe mình đang dơ, định đi rửa xe. Bây giờ cái xe sạch luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ được miễn phí, rửa xe miễn phí. Ai, xin chào tạm biệt mọi người. Đi ăn tối về rồi, bây giờ no quá luôn. No không con gái? Dạ hả? Trời mưa, mình không nấu nướng, mình đi ăn ở ngoài. Lâu lâu mình dẫn ông ngoại đi ăn nè. Cái nhà hàng Vox này nó có nhiều nhà hàng, cái hệ thống nhà hàng ghê luôn á. Có cái tiệm phía sau lưng là cái gì con? Annie hả? Rồi cái tiệm gốc bên đây cũng là ramen, là cũng đó luôn. Rồi tiệm sushi nữa ở trong đây nữa nè. Ở nè, con có apply host khi concept con nè, con ghi đây, con lên mạng con làm. Ok, chào tạm biệt mọi người, bye bye.